Đèn năng lượng mặt trời solar kiểu dáng ngụy trang camera giúp bảo vệ ngôi nhà và tài sản của anh chị vô cùng hiệu quả nhé. Nạn trộm cắp bây giờ thì càng ngày càng phức tạp này, đối tượng trộm cắp ngày càng hung hăng táo tợn, thủ đoạn vô cùng là tinh vi, chỉ cần sảnh ra là có thể mất đồ. Đấy, nó sẽ hướng đến những cái khu dân cư vắng vẻ nhé, mọi người không cảnh giác để thực hiện hành vi trộm cắp anh chị nhé. Nhưng từ bây giờ anh chị không bao giờ phải lo nữa vì đã có đèn năng lượng mặt trời ngụy trang camera. Phía bên ngoài này nó được cấu tạo với vỏ nhựa 100% là nhựa ABS, vô cùng là chắc chắn luôn, chống va đập vô cùng là hiệu quả. Và bên trong này được tráng keo chống nước toàn bộ anh chị nhé, nên là mình khỏi lo cái vấn đề mà mưa đá hay là gió lốc các thứ, nước nó ngấm ở trong này nó làm hỏng mạch đèn của chúng ta trong quá trình sử dụng nhé. Vô cùng là bền bỉ với thời gian luôn. Phía bên trên chiếc đèn nhé có một tấm pin năng lượng mặt trời, đây là pin mono hiệu suất cao anh chị nhé. Tấm pin này nó sẽ hấp thụ toàn bộ năng lượng mặt trời này, chuyển hóa thành điện năng để phát sáng ra mặt trước. Ở mặt trước đèn đây mình sẽ thấy có 7 cụm đèn, mỗi một cụm đèn này nó sẽ có là 11 cái led nhỏ. Thì tổng trong một cái đèn này mình sẽ có là 77 cái led nhỏ, phát ra công suất là 80W đèn led, vô cùng là sáng anh chị nhé. Tại vì sao mà họ lại làm là 7 cụm đèn riêng biệt mà không phải gộp thành một? Vì là nó sẽ nâng cao cái khả năng phát sáng, nó nâng cao cái diện tích phát sáng giúp chúng ta sử dụng cái đèn này nó hiệu quả hơn, tăng hiệu quả sản phẩm. Đó. Ở mặt trước này này, nó còn có là một nút công tắc nguồn, mình có thể bật tắt và chuyển các chế độ ở đây. Bên này nó sẽ có cho mình là một chiếc mắt hồng ngoại để sau này chúng ta dùng kết hợp với điều khiển. Đó, điều khiển từ xa đây ạ. Và đây cái hay nó chính là nằm ở cái cảm biến chuyển động này. Khi mà có người đi đến ấy, nó sẽ tự động nó bừng sáng và sau một vài phút người đi nó sẽ lại tự tắt. Để em test cho mọi người xem nhé, cái hay của nó ra sao. Bây giờ mình sẽ test cái khả năng cảm biến của nó nhé các bạn. Bây giờ là khá là khuya rồi nên là mình chỉ test khả năng cảm biến ở độ sáng của nó thôi.